chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin ngày 13 tháng 9 của Sài Gòn TV. Bản tin của chúng tôi hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. 6 giờ sáng ngày 13 tháng 9, bước sang ngày thứ 11, không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Bị cảnh báo khi chơi thân thiết với Chibu, Ngọc Trinh nhắn gửi anti-fan. Cần tiền chữa bệnh cho con, người đàn ông đánh liều trộm hơn 1 tỷ đồng. 6 giờ sáng ngày 13 tháng 9, Việt Nam không ghi nhận thêm trường hợp mắc COVID-19 mới. Số người nhiễm virus corona tại nước ta vẫn là 1.060 người. Như vậy thì đến nay, Việt Nam đã bước vào ngày thứ 11 liên tiếp không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng. Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, thì có 35.390 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly tại nước ta. Trong đó 590 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 16.433 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 18.367 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Theo tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đến thời điểm này có 910 trên 1.060 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Trong số các bệnh nhân còn lại, 16 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1, 17 bệnh nhân âm tính lần 2 và 21 ca âm tính lần 3 với nCoV. Cả nước có 35 bệnh nhân tử vong. Quỹ đầu tư trực tiếp Nga RDIF ngày 12 tháng 9 cho biết hơn 1 tỷ người sẽ được tiêm vaccine ngừa COVID-19 Sputnik V từ nay cho đến năm 2021 trên toàn thế giới. Hiện RDIF đã ký 2 thỏa thuận xuất khẩu vaccine COVID-19 ra nước ngoài, trong đó bang Bahia của Brazil đồng ý thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 với vaccine của Nga. RDIF cho biết sẽ bán 50 triệu liều vaccine Sputnik V cho Bahia. Sputnik V là vaccine do Viện Nghiên cứu Dịch tễ và Vi sinh Gamaleya ở Moscow nghiên cứu phát triển, mới chỉ hoàn thành giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ nhất và thứ hai với sự tham gia của gần 100 tình nguyện viên. Mới đây, tạp chí Y khoa The Lancet của Anh công bố kết quả thử nghiệm lâm sàng của Sputnik V cho thấy 100% tình nguyện viên được tiêm chủng đã có kháng thể mạnh. Mới đây, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã khiến đồng nghiệp và fan hâm mộ không khỏi bật cười vì màn đọc rap chẳng giống ai. Sài Gòn ơi, hôm nay tôi đứng mảnh đất này. Trên trang cá nhân, Công Phượng đã chia sẻ đoạn video vô cùng hài hước. Tiền đạo quê Nghệ An thử tài đọc một vài câu rap ngẫu hứng. Xem xong đoạn video này, đồng nghiệp, bạn bè và cả fan hâm mộ chắc chắn sẽ không nhìn được cười. Đáng chú ý hơn cả là việc Công Phượng đăng kèm theo dòng status: hy vọng anh Huawei quăng nón vàng chọn em. Mới đây trên trang cá nhân, Ngọc Trinh vừa đăng tải hình ảnh đỏ sắc cùng Chibu, đính kèm là dòng chú thích: mừng 5 triệu follow của hai cô gái và mừng luôn phó tổng của tôi. Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều người hâm mộ. Nhiều người cũng đã dành lời khen cho nhan sắc, vóc dáng cực phẩm trong màn xuất hiện đặc biệt của cặp chị em Chibu và Ngọc Trinh. Đáng chú ý, phía dưới phần bình luận, một cư dân mạng bất ngờ nhắc nhở Ngọc Trinh phải cẩn thận với Chibu. Bởi qua thời gian gần đây, dư luận xôn xao thông tin giọng ca Anh Ở Lại đang hẹn hò với người yêu cũ của bản thân, Quỳnh Anh Xin. Cụ thể, người này viết: chị Trinh ơi, chị chơi với ba chấm này, không sợ ba chấm yêu lại người yêu cũ của chị sao? Thế nhưng ngay sau đó, nữ hoàng nội y đã lên tiếng phản hồi. Quan điểm của chị là bạn bè được phép yêu lại người yêu cũ của chị. Động thái này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Nhiều người cho rằng có vẻ như những ồn ào liên quan tới Chibu trong thời gian trước không mấy ảnh hưởng tới người đẹp gốc Trà Vinh. Tối 12 tháng 9, câu lạc bộ Muangthong United có chuyến làm khách đến sân của Sukhothai FC trong khuôn khổ vòng 5 Thái League 2020. Đáng chú ý, Đặng Văn Lâm đã được lựa chọn bắt chính trở lại sau hai vòng đấu liên tiếp bị thủ môn người Thái Lan Somphonjot chiếm chỗ. Tuy nhiên, sự góp mặt của thủ môn số 1 Việt Nam không giúp đội bóng từng 4 lần vô địch Thái League giành được kết quả có lợi. Đội bóng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Gama chơi rất thiếu đường nét cũng như không tạo ra được những đột biến trong cách vận hành. Ngược lại, Sukhothai FC lại tỏ ra đặc biệt nguy hiểm ở các tình huống phản công nhanh. Một trong số đó đã giúp cho Aishan Melo tạo ra cú đá dội xà ngang khung thành thủ môn Văn Lâm ở phút 54. Phút 80, Sukhothai FC đã có được điều mình muốn với bàn thắng từ pha dứt điểm chuẩn xác của Aishan Melo. Trước đó, thì tiền đạo này có pha bứt tốc rất nhanh bên phần sân nhà, loại bỏ hai hậu vệ đối phương rồi hạ gục Đặng Văn Lâm. Ít phút ngắn ngủi còn lại không giúp Muangthong United có bàn thắng gỡ hòa. Thậm chí, nếu không có pha cản phá xuất thần của thủ thành Văn Lâm trong khoảng thời gian bù giờ, đội bóng huấn luyện viên Alexander Gama đã phải nhận thêm bàn thua.
Với cá nhân Đặng Văn Lâm, anh tiếp tục trải qua cái dớp đen đủi khó tin khi cả 3 lần bắt chính mùa này anh đều bị thủng lưới và Muangthong United sau đó đều phải nhận thất bại. Tất nhiên, lỗi không hoàn toàn thuộc về thủ thành người Việt Nam, thế nhưng nó có thể khiến anh mất suất bắt chính ở các trận đấu tới. Một gia đình trú tại đường Hùng Vương, phường 9, thành phố Đà Lạt đi ra ngoài không khóa cửa. Đến khi trở về thì phát hiện két sắt bị cậy, mất số trang sức khoảng hơn 1 tỷ đồng. Sau 2 ngày vào cuộc điều tra, công an đã bắt giữ được kẻ trộm. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến kẻ trộm nảy sinh ý định trộm cắp tài sản cũng khiến nhiều người không khỏi xót xa. Vào đêm ngày 10 tháng 9, thấy một căn nhà trên đường Hùng Vương, thành phố Đà Lạt không khóa cửa. Nguyễn Quốc Hùng, sinh năm 1991, điều khiển xe máy Exciter, tiến vào trong thám thính, sau đó chạy về nhà đổi chiếc xe Dream, quay trở lại căn nhà trên với mục đích gây nhiễu thông tin phương tiện, đối phó với cơ quan chức năng. Đối tượng đã chui qua lỗ thông gió vào phòng ngủ ở tầng 2, dùng xà beng, kéo, dao đục phá chiếc két sắt, lấy đi nhiều trang sức bằng vàng, kim cương, đá quý, trị giá khoảng hơn 1 tỷ đồng, rồi mang bán cho một số tiệm vàng. Bước đầu Hùng khai lý do đi ăn trộm là cần tiền chữa bệnh cho con. Đáng lưu ý, qua tìm hiểu, trước đó đối tượng Hùng từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, ra tù năm 2018 nhưng không tu chí làm ăn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin sau.